Xin chào tất cả các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng con máy rửa bát TM9. Một con là phân khúc cao cấp nhất của dòng TM là các bác này. TM9 nhé. TM9 này thì nó sẽ tương đương với dòng TR9. Hai cái máy cùng sản xuất song song ạ. Song song với nhau về tính năng thì nó cũng như nhau. Đấy. Nó chỉ khác cái là cái dòng TM9 này nó dành cho chiều cao là 60, hai cánh mở dưới này các bác này. Đấy. Thế thôi, còn về cơ bản bên trong là giống nhau nhé. Con này thì tất cả nguyên zin hết đó. Mặt mũi nguyên zin còn rất là sáng đẹp này. Mã số 6 nhé. Đấy, tất cả nguyên zin hết. Con này em không tốt tát bất kể một tí gì luôn. Đấy. Từ các cái lưng tôn này của nó nguyên si, nó có những cái vết xước nhỏ này thì em vẫn để nguyên nhé. Đấy. Tất cả nguyên zin hết. Năm sản xuất của nó là 2017 đấy các bác này. 2017 nhé. Series máy là 0013. TM9 luôn, cao cấp nhất. Hình thức bên ngoài khá là ổn, bên trong nội thất cực đẹp các con này. Nội thất như mới luôn nhé, nội thất như mới luôn, rất là mới, đẹp luôn, sáng trắng luôn, gần như là không dùng mấy luôn này các bạn. Đấy, quá đẹp nhé, nội thất bên trong sạch sẽ. Răng chỉ bọn này thì không bỏ hỏng, đây là khay để đũa các bạn này, chỗ này là đĩa nhé, chỗ này bát ô tô này, chỗ này các bác xếp mỗi hàng này 6 cái bát con này. 6 cái cốc này, này hai hàng này là 12 cái bát con, ba tay phun này, khay rác này, khay này để bột rửa này, máy xo đốt này, cái phần tay cửa này có nhìn như mới cứng luôn nhé. TM9 nhá, em bán giá cực rẻ cho các bác luôn. Chiếc này em bán là 3,6 triệu, 3,6 triệu cho con TM9 này, chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Đấy, chiều cao là 60, rất phù hợp cho các cái bếp chung cư này các bác này. Chiều ngang này là 55 như nhau rồi, chiều dày là 35. Này, rửa với nước nóng 80 độ C, hẹn giờ, thời gian sấy, nói chung là tính năng thì không có gì khác nhau cả. Đấy, có một duy nhất con TM9 này rất là hiếm đấy, 3,6 triệu nhé. Bác nào nhanh tay các bác chốt qua lô cho em nhé, bảo hành 1 năm, giá trên chưa bao gồm đổi nguồn đâu, máy nhập sử dụng điện 100V nhé, phí vận chuyển là 150.000. Cùng cái dòng TM9 này hoặc TR9 các bác mua sẽ là 5,5 triệu. Nó chênh với dòng TM này em bán khá là rẻ luôn. Các bác có thể tìm hiểu trên mạng con TM9 này. Trên mạng họ bán rất là đắt nhá, có khi có chỗ bán đến 7-8 triệu đấy. Cái này bán giá nó vô cùng luôn, em cứ nhập về theo lô thì cộng chút lãi thôi là em bán thôi. 3,6 triệu nhá, bác nào nhanh tay thì chốt là lô. Chào các bác.